ra mà gặp sâu luôn mới hay. Mới đắp tiền điện, tiền điện mới đắp tiền điện sạch, gặp có tiền nước. Không nhảy chín hả? Dưới ca. Dết. Thơm nha, nhảy chín như vậy. Thơm thơm giờ. Anh sẽ để cái này nha. Sao máy này? Máy điện đậu rồi hả? Sao máy? Sao máy? 100 cũng như 50 à. Đấm đạt không đạt. Hả? Không nhớ, sáng chín hay gì? Sáng chín á. 20 đậu phải không? Ừ. Nó là 50 đậu, chín ngon rồi. Ăn mừng gì đấy. Ăn mừng gì đấy. Ăn một ít nè. Coi rớt vậy. Có thằng mà thầy nói để cô lên trên cho có chăm chế được không? Có ai bị rớt vậy? Có mà nó thiếu điểm phần tháo lắp. Ta tháo lắp bố với tao mở tháo có một cái bánh trong vô được rồi. Thầy nói thầy để lên trên coi người ta có cứu vớt gì được không? Chắc là nghĩ của cháu qua luôn. Chứ nếu mở lại nó biết bao lâu. Đợi mấy tháng nữa. Ừ, để thời gian nó sẽ đi ra đi làm. Chắc là thương cho cháu qua luôn. Có mình trường mình có bằng 3/5 chứ người ta đâu có thi với cái vụ này. Cái này sinh viên đâu có tính 3/5 đâu. 3/5 hả? Không. Tính gì? Chỉ là sinh của sinh viên thôi, 3/5 khác nữa. Vậy mà để 3/5. 3/5 nó dành cho mấy em thầy không về em thi. Sinh viên là mình để ra trường thôi. Để tiền nhà chữ đóng luôn chứ tiền đó. Mất con gà à? Vậy ra mới ăn tiền à? Tiền ngoài của bạn vậy? Chắc là nó mấy ông trước bây giờ biết gì. Hấp dẫn nè. Giờ nó ra trường hết rồi trời. Bụng dài của bạn rồi. Còn ở đây mang vừa rộng tí. Cái thằng nó chưa làm tiêu chuẩn tốt nghiệp nó đi xin việc làm rồi. Bên ông hả? À? Bên tôi xong hết rồi. Như không nào sư phạm này xong hết rồi. Dứt. Đi về trễ ra hết đi, để đi. Vô anh em. Để đó chú chội. Chui. Mấy cái gì? Mất thịt thơm nữa anh ơi. Ngọt nè. Để đi. Có của không ăn trên chứ. Em biến em cho con kia với anh này, với anh nó mang mít. Với anh à. Để lúc nào rồi nè. Đây đưa tới. Dạng khẽ như miếng đu đủ rồi nè. Đỉnh cao. Ghê thiệt. Dân quay làm kỷ niệm. Niệm thời ăn mít thời trẻ trâu. Chứ 4 năm sau kiếm không ra không có gặp nữa đâu.
cái này cắt nó ngọt, cắt nó giòn nó dễ cắt. Bích kia dễ dễ. Bích đỏ là bích gì đó? Đây nè. Nhưng mà nó không đỏ, nó không đủ dữ. Ê ôi sao xình không vậy? Rồi lắm. Dây ra tiếp đây. Cái khô luôn. Cảm nha mày cảm. Cảnh có tiền thôi Cảnh. Hả? Thu với bạn đi thôi. Hả? Đóng tiền cho thay là 103 ngàn. Mình anh ha? Ờ. Năm 9 tiền để thay ngàn tiền nước, thay 44 là 104 ngàn. Phúc tương miền luôn. Anh đóng cho thay luôn không? Đóng. Đóng luôn là 103 ngàn. Một trận trốn. Ông ấy bỏ tháng này đi đợi. Có thay hả? Ừ, chị xài chung với mấy anh luôn đi. Hùng tiền với mấy anh. Thế gì? Anh Răng hả? Ấy thi gì quên nè. Đúng chính nhà nước hả? Con nó học thay thế cho con gì nha. Anh tính ra cũng còn ăn được. Đợt đó lúc trước ở đây là đóng 25 ngàn tháng thì nước mặt đền. Tháng nào cũng 25 ngàn. 5 ngàn nha chủ nhà bù. Không biết bù hay không mà xài thoải mái. Bù qua tiền phòng. Đâu cũng vậy hả? Cũng 25 ngàn tháng rồi. Thu tiền phòng là buồn quá. Chứ 25 ngàn giờ chia gà à, cộng nhân lên. Dài đó. Nhân lên không đủ. Thank you.
đúng rồi. Mẹ đủ chắc không phân cũng được, không biết tinh thần động lại gì. Nhà nó có mấy mối ăn rồi, mấy mấy tờ thì cô luôn. Còn lúc rồi nữa để con chăm sóc lắm đi, còn mấy ngày tháng nữa là có người chặt quần. Chỉ là sao đúc thôi, ông đúc lão như lão mùng nữa, nhưng mà cái sợi nó sẽ chi lông. Lão mùng thì bao nhiêu được không? Thả lúc có kịp được được. Để tháo nằm máy để sửa điện đó, 2-3 ngày mà 2-3 ngày chỉ có 7 mấy đứa thôi đó, 7 mấy đứa nghỉ hết không thi hết, cần 20 đứa nữa. Sao thi sao mấy nó sợ ghét giờ xin mẹ mới thi là sao thi. Dân quýnh phát một đậu luôn. Má
gì? Tiếng Nhật mà. Mà nghĩa là vậy không? Không. Kể ông biết kể không? Nhưng ông biết bệnh tật mình không biết không? Cảnh đi Nhật nào không? Bạn ngủ mà. Không. Ví dụ trên gì làm có tao không đi bệnh. Bán làm công nhân. Rất vui được nghe tin tiền nước 60.000. Nãy là quá đơn nhiều hai trăm mấy. Nắng đưa cần. Không cần mà thấy sao nhiều hơn. Làm gì không? Cho ăn hay cho chồng? Cho chồng là chồng để nấu lại chè cầm nó bự. Chưa có lắm. Đây thì nhỏ chứ bự hơn chè. Giờ con nữa. Hả? Ủa nhân biết cái từ em nhu không? Em đứng không? Không. Thiệt không? Thiệt. Ông biết tôi là tôi biết. Ông biết là tôi biết. Tiếng Nhật mà anh đâu biết đâu. Không. Không có gì. Ra đi.